Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, tiếp quản U23 Việt Nam thay cho người tiền nhiệm Truje, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được kỳ vọng là sẽ giúp cho các sao mai của bóng đá Việt Nam tỏa sáng ở đấu trường châu lục để lấy lại được niềm tin với người hâm mộ sau chuỗi thành tích đáng thất vọng của nhà cầm quân người Pháp. Sau một vài buổi tập và đã có trận giao hữu với U23 Jordan hôm 11 tháng 4 vừa qua, U23 Việt Nam đã rút ra được những vấn đề cần phải khắc phục Bây giờ chính là lúc mà huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần giúp cho các cầu thủ của mình có được sự tự tin cần thiết. Trận giao hữu của U23 Việt Nam và U23 Jordan có kết quả hòa không đều sau thời gian thi đấu chính thức. Ở trên chấm luân lưu, U23 Việt Nam thua 3-4 trước đối thủ. Đây được xem là màn tổng duyệt quan trọng của U23 Việt Nam trước khi bước vào trận đấu chính thức tại giải U23 châu Á 2024. Sau trận đấu đó thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã nói rằng Trận đấu với U23 Jordan rất bổ ích. U23 Việt Nam đã chơi với hai đội hình khác nhau, mỗi hiệp một đội hình. Nhìn chung mọi thứ cũng chưa theo như ý muốn, nhưng tôi thấy các cầu thủ thực hiện khá tốt, có những dấu hiệu rất lạc quan. Chơi với hai đội hình khác nhau nhưng chất lượng thi đấu của U23 Việt Nam ở hiệp 2 là không thay đổi gì cả. U23 Việt Nam thậm chí là còn có cơ hội để ghi bàn đến lượt sút luôn lưu 11m, đó cũng là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra trước khi trận đấu này diễn ra. Đây là hình thức tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu. Ở loạt luân lưu may rủi, U23 Việt Nam đã thua, nhưng xét toàn cục thì trận hòa là xứng đáng với cả hai đội bóng. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn rằng, so với những yêu cầu về đấu pháp, các cầu thủ thực hiện chưa được tốt lắm, nhưng đó không phải là điều đáng ngại. Chúng tôi vẫn còn chưa nhả khối lượng U23 Việt Nam vẫn còn quỹ thời gian 6 ngày nữa để chuẩn bị cho trận đấu đầu tiên với U23 Coet. Nhìn chung thì các cầu thủ thể hiện tốt về mặt khả năng, kỹ năng, dù rằng các mảng miếng chiến thuật chưa được hoàn hảo lắm, nhưng có dấu hiệu lạc quan. Chúng tôi tự tin thấy các cầu thủ chơi ở trận đấu này, các cầu thủ đá tới phút cuối cùng mà chất lượng, cường độ hoạt động ở trên sân là không hề thay đổi. Thực tế thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chỉ có 2 tuần chuẩn bị cùng với U23 Việt Nam sau khi huấn luyện viên Philippe Ruzet chia tay bóng đá Việt Nam. Ngoài việc bổ sung một số cầu thủ, những gì mà ông Tuấn có thể làm là giúp cho các cầu thủ có được tâm lý tốt nhất. Chính ông đã yêu cầu các cầu thủ U23 Việt Nam chơi bóng thoải mái nhất trước trận gặp U23 Jordan nhằm phát huy tốt nhất khả năng của mình, từ đó ban huấn luyện có thể đưa ra đánh giá chính xác. Trận đấu với U23 Jordan cũng là bài kiểm tra đầu tiên mà ông Hoàng Anh Tuấn dành cho các học trò. Một trận đấu có ý nghĩa lớn trong việc xác định tâm thế của U23 Việt Nam tại giải đấu lần này. Từ nay cho đến ngày thi đấu chính thức, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ có những chuẩn bị để khắc phục những vấn đề tồn tại. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ đưa ra những sự lựa chọn nhân sự. Nhà cầm quân sinh năm 1968 sẽ quyết định chốt lại danh sách chính thức gồm có 23 cầu thủ tại cuộc họp kỹ thuật vào ngày 16 tháng 4 tới. Xét về tổng thể, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã có những thay đổi mang tính bước ngoặt so với người tiền nhiệm. Vẫn là những gương mặt đã từng tham dự các giải đấu cùng với ông Philippe Troussier, nhưng huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã cho các học trò chơi một lối chơi hoàn toàn khác. Một chi tiết quan trọng được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiết lộ trong buổi tập chiều hôm qua là U23 Việt Nam đã phá bỏ lối chơi kiểm soát bóng kém hiệu quả để hướng tới sự thực dụng trước các đối thủ mạnh ở U23 châu Á 2024. Nhà cầm quân người Khánh Hòa khuyến khích các học trò đẩy nhanh tốc độ triển khai bóng và chủ động hơn khi chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. Ông Tuấn muốn khi có bóng thì các cầu thủ U23 Việt Nam cần phải nhanh chóng tiến lên phía trước, tích cực dứt điểm cầu môn chứ không để tình huống tấn công bị bỏ phí. Nói cách khác là lối đá của U23 Việt Nam sẽ mang thiên hướng phòng ngự phản công thay vì tiếp tục theo đuổi lối chơi kiểm soát chưa rõ ràng như thời huấn luyện viên tiền nhiệm. Phòng ngự phản công cũng là đặc trưng của các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Ông chú trọng không phòng ngự, ưu tiên các tiền vệ giàu chất thép đã an toàn trước khi tìm cơ hội từ những sai lầm của đối thủ. Khi một đội Đông Nam Á bước ra châu lục, thì cách tiếp cận trận đấu ở thế cửa dưới cũng không có gì là tệ cả. So với việc mạo hiểm cầm bóng và loay hoay tìm cách áp đặt thế trận trước các đối thủ mà chúng ta còn chưa hiểu rõ, thì rõ ràng là cách chơi của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn an toàn hơn, thậm chí là giải phóng được áp lực đáng kể cho cầu thủ. Cách chơi này cũng phù hợp với những mũi nhọn hàng công trong tay vị huấn luyện viên người Khánh Hòa này minh chứng là Nguyễn Quốc Việt, Nguyễn Minh Quang, những cầu thủ giàu tốc độ và sự đột biến đã ghi bàn ở giải U23 Đông Nam Á và ASEAN vừa qua. Nguyễn Đình Bắc cũng là mẫu tiền đạo cánh ưa phản công đã ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup. Trong quá khứ, huấn luyện viên Park Hang-seo từng áp dụng cách đá phòng ngự phản công cho bóng đá Việt Nam và gặt hái được rất nhiều thành công. Cách chơi này giúp cho các đội tuyển Việt Nam tạo ra được hàng phòng ngự rất chắc chắn ở thời điểm đỉnh cao, ngay cả các đội bóng hàng đầu châu Á cũng không dễ dàng ghi bàn vào lưới của đội tuyển Việt Nam. cạnh đó thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng tận dụng sự linh hoạt và nhanh nhẹn của các cầu thủ để phản công. nhưng dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier thì các đội tuyển Việt Nam đã chuyển dần sang cách đá kiểm soát tấn công. tuy nhiên thì cách chơi này lại không mang đến nhiều hiệu quả về bóng đá Việt Nam. U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hứa hẹn là có thể mang đến bộ mặt rất khác so với thời của người tiền nhiệm. Và biết đâu đây lại là một gợi ý cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong việc lựa chọn huấn luyện viên phù hợp cho đội tuyển Việt Nam. Thật ra thì vấn đề lựa chọn huấn luyện viên nội hay là huấn luyện viên ngoại dẫn dắt đội tuyển quốc gia và nhiều khả năng sẽ là kiêm nhiệm thêm đội U23 nữa là khá chủ tượng bởi vì nội hay ngoại phù hợp hay là không phù hợp thì phải bắt tay vào việc mới biết được. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chỉ đưa ra những tiêu chí để cố gắng lựa chọn người thích hợp dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, còn thành công hay không thì không ai dám nói trước. Ví dụ khi huấn luyện viên Park Hang-seo người Hàn Quốc nắm đội tuyển Việt Nam vào hồi năm 2017, rất nhiều ý kiến nghi ngờ năng lực của ông Park. Và cũng không thể trách dư luận ngày đó nghi ngờ vị huấn luyện viên này được, bởi trước khi nắm đội tuyển Việt Nam, ông Park không phải là tên tuổi lớn của bóng đá Hàn Quốc. Ông Park đã từng nắm đội U23 Hàn Quốc nhưng lại thất bại, còn điểm son đẹp nhất trong lý lịch của ông Park trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam là cùng với đội tuyển Hàn Quốc giành hạng tư World Cup 2002 ở trên sân nhà. Nhưng khi đó thì ông Park chỉ là trợ lý cho huấn luyện viên Woodhead Đình. Trong thế giới bóng đá nhà nghề, người ta hiếm khi nhắc đến các trợ lý huấn luyện viên. Ngược lại, huấn luyện viên Philippe Trouzet, người Pháp, trước khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hồi đầu năm 2023, là một huấn luyện viên có tiếng, có danh hiệu với chức vô địch châu Á vào năm 2000 và vào chung kết World Cup U20 vào năm 1999. Lại thêm có kinh nghiệm làm việc ở Việt Nam ở Trung tâm Đào tạo trẻ PVS. Vì thế ít người có thể lường được là ông Truje lại thất bại với đội tuyển Việt Nam, thất bại theo cách khá ê chề như vừa mới xảy ra. Chính vì thế việc lựa chọn huấn luyện viên nội hay là huấn luyện viên ngoại khó nói trước được kết quả. Với các nhà chuyên môn hiện nay, mỗi giải đấu trong giai đoạn hiện nay xem như là một cơ hội để họ được đánh giá năng lực. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang có cơ hội như thế ở đội U23 Việt Nam. Trước đây, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn từng đưa đội U20 Việt Nam vào đến vòng chung kết World Cup U20 vào năm 2017, lần duy nhất cho đến thời điểm này mà bóng đá Việt Nam có đại diện dự World Cup U20. Nhưng đó vẫn là đội bóng quá trẻ, từ lứa U20 cho đến lứa U23 thực sự là một chặng đường khá dài. Năm ngoái, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn giúp cho đội U23 Việt Nam vô địch Đông Nam Á, ngôi vô địch đầu tiên của vị huấn luyện viên sinh năm 1968 này ở một giải đấu chính thức kể từ khi ông làm huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng đó mới chỉ là ở tầm khu vực. Ở tầm châu lục thì tại giải U23 châu Á, mọi chuyện được dự báo là khó khăn hơn rất nhiều. Bản thân huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đón nhận thử thách đang đợi mình. Và ông cũng chia sẻ rằng giải U23 châu Á không chỉ là cơ hội rèn luyện, thể hiện năng lực của các cầu thủ, mà còn là cơ hội rèn luyện và thể hiện năng lực cho chính những người làm công tác huấn luyện như chúng tôi. Ông Tuấn Con cũng không giấu khát khao được dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong tương lai khi mà nói rằng giống như các cầu thủ sau khi bước qua các đội trẻ họ hướng lên sân chơi chuyên nghiệp mong mỏi được ra nước ngoài thi đấu và khoác áo đội tuyển quốc gia tôi và nhiều huấn luyện viên khác cũng vậy sau khi dẫn dắt các đội trẻ tôi cũng mong muốn được làm việc ở đội tuyển quốc gia đó đơn giản là một bước chuyển mình trong sự nghiệp cầm quân là mong muốn tiến bước ở trong nghề bất cứ người nào bất kỳ trong lĩnh vực nào có khát khao luôn là điều tốt nhất là khát khao ấy đến từ con đường thăng tiến chân chính có thể là huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn không đòi hỏi sự thừa nhận, nhưng dù muốn dù không, giới bóng đá Việt Nam sẽ thông qua giải U23 châu Á sắp diễn ra để nhìn nhận vị huấn luyện viên gốc Khánh Hòa này. Biết đâu sau bao năm giới bóng đá Việt Nam đi tìm những nhà chuyên môn xịn ở bốn phương về để dẫn dắt đội tuyển của mình thì nhà chuyên môn xịn nhất, hiểu cầu thủ nhất lại là người ở sát bên cạnh đội tuyển mà chính chúng ta ít khi chú ý tới trong một thời gian khá dài. Lời giải cho mọi thắc mắc về những vấn đề vừa mới nêu sẽ có sau khi xuất hiện kết quả của đội U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á 2024. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.